Xin chào các bác đã quay lại với cửa hàng Nghịch Kỳ Audio. Thì hôm nay thì bên em đang thi công một dàn loa âm thanh với nói hiệu đẳng cao cho bể bơi ở Vũ Bán Nam Định các bác nhé. Và thì bây giờ là đang trong quá trình setup anh em nhé. Không gian khá là rộng, 250 m². Trong cái đó là 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp, 4 cặp, 5 cặp, 6 cặp. Không phải là chơi quá là dã man luôn. Tại vì thật sự chỉ cần 3 cặp và 4 cặp cái phòng này thoải mái rồi. Ok, thì bây giờ thì bên em đang setup. Nếu bác nào đang xem live stream thì nhớ kênh online các bác nhé. Đây là một chưa hoàn thiện. Tại vì ở đây khách hàng đang còn phải bắn dây đi lại tường nữa. Nên sau là các thiết bị dây cũng có thể sẽ là phải thay đổi lại. Đấy. Thì lúc nào mà chỉnh xong thì bên em sẽ lên nhạc cho các bác. Tại vì bây giờ nhiều loa này tất nhiên là các bác nghe nó sẽ không đồng pha. Có nghĩa là loa này lên bát trước, ra bát trước, loa sau nó đi đằng sau. Cái này thì phải dùng những con vang cao cấp để mà chỉnh làm sao cái delay nó không bị delay bởi các cái loa. Nó không giống như các bác mở nhạc lên là cái nó nghe tiếng trống ra cùng một lúc đâu. Đấy. Tại vì cái này em dùng vang 6 cổng mà. Nên phải chia nó phải rất là tỉ mỉ anh em nhé. Đây là những cặp loa angle. Ok các bác, thì bây giờ đang được tập trung các hội kỹ sư ở đây. Anh em kỹ sư đang làm. Come on.
giống như em test thôi thì âm nhạc lớn hết bao nhiêu điện thoại nhé, tôi chỉ đến tầm như vậy thôi anh em ạ. Bây giờ sẽ làm nhỏ lại anh em nhé. Tại vì buổi chiều là các cháu đang bơi rất là. Vâng, cuối cùng thì bên em cũng nói thật các bác luôn là định test, nhưng mà không gian ở đấy thì thật sự các bác luôn là rất là nhiều trẻ con cũng như là mọi người đang bơi á, nên là bác chú sợ ồn. Nên nói chung là em cũng đã thử qua một số chất âm cũng như một đoạn thôi, thì mong các bác cảm nhận. Thì bây giờ thì đoàn bắt đầu về đến thành phố Thanh Hóa rồi các bác. Thì ở nhân cơ hội đây thì bên cửa hàng Kính Kỳ Audio cũng xin thông báo là sẽ nhận tất cả bộ dàn trong bán kính 200 km các bác nhé. Đấy thì cái chi phí tất nhiên là sẽ có cho thợ set up, hoặc như là chi phí xăng xe đi lại, cơm trưa cơm sáng cơm tối. Đấy, ví dụ như set up lâu hay là làm lâu là hay. Nói chung là ok các bác nhá. Và những bác nào yêu mến Kính Kỳ Audio thì cho anh xin like và đăng ký kênh các bác nhá. Thì ngày mai em sẽ vệ sinh hai loa loa để chuẩn bị chào đón kênh sinh nhật Kính Kỳ Audio vào tuần tới. Đấy thì mong các bác ủng hộ, và những bác nào đang xem thì cho anh Kinh xin like. Và bây giờ em cũng đang lái xe nên là mong các bác, rất là mong các bác thông cảm. Đấy mà cũng rất là bận, là cũng vội về để trời tối. Bây giờ thì cũng gần 8 giờ rồi, đã về đến thành phố Thanh Hóa rồi các bác. Bây giờ là đi ăn đi nhậu rồi các bác nhé. Bây giờ đến giờ ăn chơi rồi nhưng mới về gần nhà với ấm nhậu có tí còn về được. Ok các bác, nói chung là em nhận Cảnh Kỳ, nhận toàn bộ các bộ dàn miền Bắc hay kể cả Nghệ An, Hà Tĩnh, kể cả Đà Nẵng em phi vào. Nhưng mà đôi khi những bộ dàn hay là những cái sàn nó phải lớn anh em nhé. Đấy, ok các bác. Còn những bộ dàn ví dụ như tầm 10 triệu, hơn 10 triệu, 15 triệu, 16 triệu thì tất nhiên những cái đấy em sẽ set up sẵn ở nhà và em gửi đi cho các bác là ok. Xin chào và hẹn lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào, các bác cùng chờ đón tuần sau là rất nhiều ưu đãi trên kênh Kính Kỳ Audio các bác nhá. Xin chào mọi người.